Theo The Times ngày 13 tháng 11, các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cho rằng Kiev có thể chế tạo một quả bom nguyên tử đơn giản tương tự loại Mỹ phát triển trong dự án Manhattan 80 năm trước. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Quân đội, Chuyển đổi và Giải trừ quân bị nhấn mạnh rằng nhờ kiến thức hiện có, quá trình phát triển một quả bom hạt nhân không phải là điều vượt ngoài tầm tay Ukraine. Hiện tại, Ukraine chưa có công nghệ làm giàu uranium, một quy trình then chốt trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân hiện đại. Tuy nhiên, quốc gia này đang vận hành 9 lò phản ứng hạt nhân với trữ lượng khoảng 7 tấn plutonium, một lượng đủ để sản xuất một quả bom kiểu fatman như quả bom mà Mỹ đã thả xuống Nagasaki năm 1945. Dù một phiên bản bom của Ukraine có thể có sức công phá yếu hơn, các chuyên gia vẫn nhận định rằng với lượng plutonium này, Ukraine có thể chế tạo hàng trăm đầu đạn hạt nhân chiến thuật với sức công phá vài kiloton đủ để phá hủy một căn cứ không quân Nga hoặc một cơ sở quân sự công nghiệp quan trọng. Alexei Chihak, tác giả của báo cáo giải thích rằng do việc sử dụng các đồng vị plutonium khác nhau, công sức phá của những loại vũ khí này có thể khó dự đoán. Nga hiện có học thuyết cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng bị tấn công hoặc khi sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Nga sẽ cân nhắc dùng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bởi một quốc gia phi hạt nhân có sự hậu thuẫn từ một nước sở hữu vũ khí hạt nhân đô đốc rob Barrow, chủ tịch ủy ban quân sự của nato cũng thừa nhận rằng mối đe dọa hạt nhân từ nga là lý do nato không can thiệp trực tiếp vào xung đột tại ukraine trong cuộc phỏng vấn với the times alexei jishak bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ thận trọng của mỹ trên mối đe dọa hạt nhân từ nga tôi thấy ngạc nhiên về cách mỹ tôn sùng mối đe dọa hạt nhân của nga điều này có thể khiến chúng ta mất đi cơ hội chiến thắng ông chia sẻ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cảnh báo rằng Ukraine có thể tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không được kết nạp vào NATO, nhưng sau đó ông đã rút lại phát ngôn này. Tổng thống Putin ngay lập tức phản ứng và khẳng định rằng Nga sẽ không để điều này xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Putin đổ lỗi cho các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã gây ra chiến sự ở Ukraine như hiện nay. Theo đó, nguồn cơn của toàn bộ cuộc khủng hoảng xuất phát từ những biến cố chính trị năm 2014 ở Ukraine mà theo nga có sự tổ chức hoặc hỗ trợ của phương tây ông putin cũng chỉ trích mỹ đang gây căng thẳng trên thế giới bằng cách triển khai vũ khí ở châu á các quốc gia trong khu vực gồm cả trung quốc và nga tổng thống putin nhắc lại lập trường của nga về việc sẵn sàng đối thoại và mong muốn giải quyết càng sớm càng tốt xung đột ở ukraine một cách hòa bình để giải quyết một yếu tố gây khó chịu trong các vấn đề quốc tế tuy nhiên nga chỉ chấp nhận đàm phán trên cơ sở những gì moscow và kiev đã thỏa thuận ở thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ trong những tuần đầu sau khi nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine Ông Putin đã tuyên bố rằng các thỏa thuận ở Istanbul vẫn chưa bị hủy bỏ và lưu ý rằng những điều khoản này đã được trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine ký tắt trước khi ký ép từ bỏ đàm phán. Tạp chí Military Watch dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô Đốc Rob cho biết Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ gửi quân tới Ukraine nếu không có vũ khí hạt nhân của Nga. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nếu người Nga không có vũ khí hạt nhân, chúng tôi đã có mặt ở Ukraine từ lâu và đánh bại họ." Đô đốc Rob nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng ở Cộng hòa Séc. Theo ông, chính yếu tố này đã tạo nên sự khác biệt giữa quân đội Nga với các đối thủ khác của Liên minh. Trong cuộc phỏng vấn với RT nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết mọi lãnh đạo của một cường quốc hạt nhân đều cam kết bảo vệ đất nước đến cùng. Điều này cũng áp dụng cho đất nước chúng ta. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố rằng một số chính trị gia trong liên minh châu âu dường như đang có ý định gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện với nga trên lãnh thổ của họ. những bình luận này được đưa ra sau khi nhà lập pháp đức Friedrich Merz lãnh đạo liên minh dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và là ứng cử viên cho chức thủ tướng tiếp theo cho biết ông sẽ ủng hộ tối hậu thư của nga trong đó quyna sẽ đe dọa sử dụng tên lửa tầm xa do phương tây cung cấp trước khi moscow đồng ý ngừng bắn. chính trị gia người đức trước đây đã cáo buộc thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz quá ôn hòa với Nga, chỉ trích nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn vì từ chối cung cấp tên lửa Taurus phóng từ trên không cho Kiev. Ông Scholz đã lập luận rằng động thái như vậy sẽ khiến Đức trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ngược lại, Musk đã nói rằng nếu được bầu làm thủ tướng, ông dự định sẽ sử dụng vũ khí mà Kiev yêu cầu làm đòn bẩy với Moscow. Ông sẽ chuyển giao tên lửa trong vòng một tuần nếu Nga từ chối các yêu cầu của Ukraine, ông nói với tạp chí Stern trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước. Ngày 12 tháng 10, ông Medvedev lập luận rằng các tên lửa này sẽ không thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột, mà thay vào đó sẽ làm tăng gấp nhiều lần nguy cơ khiến cuộc xung đột bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Nói chung, thật đáng ngạc nhiên khi thế hệ chính trị châu Âu hiện tại lại háo hức mời gọi chiến tranh đến lãnh thổ của họ. Đáng chú ý là điều này khiến người Mỹ vui mừng rõ ràng và đi ngược lại mong muốn của chính người dân họ, ông Medvedev cho biết thêm. Ông tuyên bố rằng cái tôi quá lớn đã thay thế sự khôn ngoan và kinh nghiệm mà các chính trị gia châu Âu từng thể hiện. Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraina là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ lãnh đạo chống lại Nga mà phương Tây có ý định tiến hành cho đến người Ukraina cuối cùng. Kiev từ lâu đã tìm kiếm sự cho phép để thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa được tài trợ sâu bên trong nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Chính phủ của ông sẽ coi bất kỳ hoạt động nào như vậy là một cuộc tấn công trực tiếp của nhà cung cấp vũ khí liên quan. Đầu tháng này, Liên minh cầm quyền của Đức đã sụp đổ giữa những bất đồng giữa các đảng thành viên về chi tiêu của chính phủ trong tương lai. Schroeder đã kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội vào tháng 1. Tùy thuộc vào kết quả, ông sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số hoặc kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử bất thường. Với sự hỗ trợ của dàn máy bay không người lái UAV cảm tử, hơn 50.000 binh sĩ Nga đang dồn dập tấn công các lực lượng Ukraine chiếm đóng ở vùng biên giới Kursk. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syky cho biết hàng chục nghìn binh lính từ các đơn vị xung kích giỏi nhất của Nga đã được huy động để đánh bật các lực lượng kỳ ép ra khỏi vùng Kursk. Điều này làm dấy lên nỗi lo sợ của phương Tây về việc xung đột Nga-Ukraine leo thang đáng kể. Trong khi đó, giới chức NATO cho rằng động thái của Nga nhằm đẩy nhanh nỗ lực giành lại toàn quyền kiểm soát vùng Kursk Trước khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1/2025, bởi điều này sẽ giúp Moscow có nhiều ưu thế hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Theo Telegraph, một bản đánh giá tình báo quốc phòng của Anh nhận định, Nga có khả năng sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tự sát vào các vị trí của Ukraine trong những ngày tới và sử dụng những địa điểm phóng mới gần biên giới. Các nhà phân tích Ukraine cho rằng Điện Kremlin cũng có thể đang nhắm tới sử dụng cuộc phản công lớn nhất ở Kursk để tạo đà và tiến vào khu vực Sumy ở đông bắc Ukraine. Binh sĩ Ukraine đã đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Hiện tại, Nga đã giành lại gần một nửa lãnh thổ bị các lực lượng ép chiếm đóng ở Kursk. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump với tư cách ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần nhắc tới tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Thậm chí, phó tướng của ông là J.D. còn ám chỉ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga-Ukraine có thể sẽ bao gồm việc Kiev phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ. Ngay sau chiến thắng bầu cử của ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chúc mừng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ đắc cử duy trì ủng hộ đối với Kiev trong những tháng tới. Ông Trump sẽ gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 11, để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 10 tháng 11 cho biết cuộc gặp gỡ là cơ hội để thúc giục ông Trump tiếp tục duy trì sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine. Trên thực tế, trong lúc phản công để đẩy lùi quân đội Ukraine ở Kursk, Nga vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công dữ dội trên khắp tiền tuyến ở Ukraine bằng những đợt tiến quân ồ ạt. Thậm chí, diện tích lãnh thổ ở Ukraine mà quân đội Nga giành được trong 10 tháng là nhiều hơn so với bất kỳ tháng nào kể từ giữa năm 2022. Trong khi đó, Kiev đang phải chịu tình cảnh thiếu hụt nhân lực và vũ khí giữa lúc quân đội Nga tiến về thị trấn Pokovs, trung tâm tiếp tế chính cho các lực lượng Ukraine và được coi là chốt chặn cho các vị trí phòng thủ ở tỉnh Donetsk. Ngoài ra, giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở thị trấn pháo đài Kurakov, phía nam Pokorok